Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì theo như tất cả mọi người đã biết thì Ngọc đang ở Chicago. Chicago. It's already noon and we haven't ate yet. We're actually at 11 here, but chồng Ngọc nói là bây giờ là đã trưa rồi mà cả nhà chưa ăn uống gì hết. Tại vì là chay hồi tối hôm qua, vui quá thức khuya. Đó, vui trời ơi cô nắm tay cái tay nhỏ vậy đó. Vui quá thức khuya. Nên vậy trễ rồi ăn uống xong rồi cả nhà bây giờ mới thay đồ xong, bây giờ mới là giữa trưa rồi. Bây giờ cả nhà sẽ kéo nhau lên Chinatown đi ăn điểm sắm. Thì đây là một trong những quán mà điểm sắm nổi tiếng của Chinatown. Thì Thiếu Ngọc đi ăn rồi, thì Ngọc nào giờ chưa có đi ăn nên bây giờ là cả gia đình sẽ kéo nhau đi ăn điểm sắm nha mọi người. Chuyến này Ngọc lên Chicago sẽ có rất là nhiều cái video clip để làm cho tất cả mọi người. Tại lâu lâu mới lên một lần mà nên tất cả mọi người hãy chuẩn bị tinh thần háo hức để chờ đón xem những cái video clip mà gia đình Ngọc muốn gửi tới tất cả mọi người nha. Thì rồi bây giờ thì còn chờ đợi gì nữa, chúng ta cùng lên đường đi ăn điểm sắm thôi nào. Chạy, con nói cô chú đi ăn điểm sắm với con đi. Baby, you want mustard chứ? She kissed the phone. She kissed the phone. Chạy, con nói cô chú đi ăn điểm sắm với con đi. Sao tự nhiên con không có điện thoại vậy? Hả? Đó, cô chú nè, bữa nay cô chú check out bộ outfit bữa nay của Chay nè. Đó, đây nè, quay cho cô chú coi cái bộ đồ mặc bữa nay coi. Đó. Dạ. Bộ đồ Chay mặc bữa nay nè cô chú. Đó, cô chú coi Chay chơi với Su với chị Su nè. Đó, chị Su đâu con? Đó, con có nhảy lên như chị Su được không? Hả? Con có nhảy lên như chị Su không? Chồng Ngọc chuẩn bị mặc áo khoác, chuẩn bị đi ra ngoài. Lạnh quá. Áo khoác vô đâu bà cô ơi. Ui. Đó. Cái này là để lăn đồ nè các bạn, đồ mà dính bụi dính đồ là lăn. Đó, chạy thấy chưa? Chạy lăn đồ cho ba đi con. Chạy lăn cho ba không? Đây nè, hold on. Đây nè, chạy lăn cho ba nè. Đây. Rồi. Cầm. Rồi. Lăn cho ba đi. Quái. Quái quậy là khái. Quậy là khái. Thôi xuống đi. Đây nè cô chú ơi, chạy lên xe rồi. Bà ngoại đang lên xe luôn đây. Dạ, bác cái ngồi chở đi. Ngồi để dễ quay. Dạ không, con đi được rồi. Ok. Con như ngồi bên hai bên đường là quay. You got room in your chair too, you can. À, đây nè các bạn, đây là cái cột mà để đậu xe nha các bạn. Có các bạn nhà hàng hôm nay ăn đây, Dolo. Đó, điểm sắm restaurant. Chị ăn điểm sắm chị ơi. Quên má ơi. Trời ơi. Ăn cái bóp luôn. Mấy cái xách giỏ giùm con đó. Để con quay phim chứ không gì. Các bạn, đây là không gian bên trong của nhà hàng điểm sắm ở Chicago các bạn. Có quầy bar nữa nha mọi người. Đó, như giờ chị đang ngồi với ông ngoại để chị chờ bàn cô chú ơi. Lâu quá, chờ bàn lâu quá. Thế ngồi chờ nè. Phải chờ bàn mới ăn được. Đây mọi người ơi, thì điểm sắm ở đây là người ta không có cái xe đẩy nên người ta sẽ đưa cho mình cái miếng giấy nè. Cái mình thích ăn món nào mình chỉ cần đánh dấu vô cái số đây là người ta sẽ đem ra cái món ăn đó cho mình nha mọi người. À, cô chú ơi, chị có ghế ngồi rồi, ngồi đây chị ngồi ghế bà ngoại nha. Đây là mọi người ơi, ở đây người ta có bán nguyên một cái quầy tôm hùm ở đây luôn nè. Chắc người ta ví dụ như mình kêu món thì người ta sẽ làm đã ha. Oh wow, còn đây là con cá gì nằm đây luôn nè. Đây nè mọi người ơi, đồ ăn ra là đây. Chồng mình đang thích cái món này. Bây giờ anh muốn ăn thử rồi. Ừ, chờ đi. Có đồ ăn. Is it crispy? Ngon không? Ngon. Đây nè, cái bánh trứng ở đây làm với cái màu mà cũng thấy khác. Chỉ cái bánh trứng khác nhìn rất là fresh. Bà hai, con người bà hai. Cái này, cảm ơn con. Bánh trứng đó bà hai. Cái này ngọt hả mà? Ngọt quá cái. Ngọt bà hai. Bà hai muốn ăn sao hả? Ăn sao thôi, để ăn sao. Tại bà hai, có cá muốn ăn không? Không. Rồi đây mọi người ơi, Ngọc sẽ ăn thử. Tại sao chồng Ngọc á, ảnh là ăn cái đồ buổi sáng anh thích ăn đồ ngọt nên Ngọc order những cái này. Wow, cái bánh này nè, coi nè. Bánh này ngon á. Nhìn là thấy
cho chơi chơi xí đi. Chơi cho chơi xí đi. Chảy. Không có chảy mà hai. Oh wow. Cái bánh giống y như mới làm luôn. Yeah. Ở ngoài nó không có bị dày. Mà ở trong thì nó béo mà béo chảy nước luôn. Ok, cảm ơn. Bây giờ là cô này là chuẩn bị đem đồ ra nè. Đây là xíu mại. Xíu mại không có cái? Xíu mại. Còn cái này là nghêu mà stop với lại thịt bằm. Rồi chân gà hầm thảo mộc. Còn đây là cái lá phổi, lá đồ các bạn nói nè. Wow, còn cái này cái gì đây? Bánh hẹ. Cái này bánh chiên, bánh đồ gì đây? Wow, nhìn rất là hấp dẫn. Wow. Maybe this is yours. No, this is yours. Thôi để qua cho chồng mình đi, anh thích ăn mấy cái đồ mà crispy. Đây, cho chê chút nha. Cô ơi, nhảy miếng nha. Ngã đi con, ngã ngoại chưa? Ngã đi, ngã cho chê nha. Chạy giỏi giấm á ngoại ơi. Cho chê nha. Ngon không? Ngon không? Ngon quá. Ngon quá. Đây nè mọi người ơi. Chân gà, ba phố. Rồi đây là cái bánh mà chồng Ngọc thích nè. Bánh này được làm bằng trứng gà, chồng Ngọc rất là thích bánh này. Đó, còn bên kia là bánh gì đó? Bánh giống như bánh bột chiên vậy đó. À, bột chiên. Rồi bà hai, thoải mái nha bà hai. Thôi, thoải mái. Xin miếng ớt chứ. Xin mời. Xin miếng ớt với lại hai mình chấm cái gì? Hương với ớt rồi nhớ. Mời tất cả mọi người nha. Ngọc là bây giờ Ngọc sẽ ăn thử cái chân gà chứ. Ok. Chân gà ở đây quá bự luôn. Đây. Cái chén con đâu? Còn nữa luôn. Cái chén con đâu? A lot of food. Lâu lâu mới đi ăn Chicago mà. Coi đợt nhiều chứ. Ăn gà. Ngon quá. Cái gì ngon? Cái chén dưới đất kìa. Tiếp. Làm tiếp cái chén dưới chân tiếp. Nè đó, đẩy ra nè mấy. Ồ, bánh nghe bài. Đâu, cái này không được. Bánh ướt. Đây mọi người. Bánh ướt vô đó nè. Đây cha. Đây nè, để này đi. Cho chan bánh ướt đây. Mày cho này nè, mày cho này đậm bung nè. Em mình ngọt không? Bắt thêm thấy nó không có ngọt. Nè. Thấy không? Nóng. Nóng. Cái này nó ăn cả. Thôi mày nói vô từ từ ăn. Ăn quên. Ăn đi bà gái. Ăn đi. Ăn đi ngon đó. Ngon lắm, làm gì cũng làm. Phải. Giỏi. She's so weird. Take a bite, then throw it. Take a bite. Yeah. Ăn đi, đừng lo cho nó khổ. À, ngoại biết chơi ăn gì không? Chơi khoái ăn chân gà. Bữa thấy ăn chân gà mà muốn làm á. Nóng cái gì cũng nóng á. Nóng. Nóng. Ha. Kiểu món gì có củ cải trong này được không? Đâu biết đâu. Phở bò rồi đó. Hết chia cho mình sốt mà để đáp mình chấm. Chưa bà hai. Có rất là nhiều người nói thì mẹ Ngọc với Thiếm Phượng nó nhìn rất là giống nhau. Mặc dù là chỉ là chị em dâu thôi. Bà hai. Ăn bánh nước vậy? Có mấy trước không? Không, cho em thôi chứ Thiếm không ăn. Hả? Nó hả? Ừ. Mẹ Ngọc đi ăn điểm sống rất là thích ăn bánh nước. Baby, how was this? Good. Còn cái bánh này là bánh gì Ngọc không biết luôn nè. Ở trong đây có tôm. À. Chê quậy quá. Trong đây có tôm. Chê quậy quá.
đứa tên mọi người. Trời ơi còn nữa, còn há cảo xíu mại nữa trời ơi. Oh my god. Wow. Like so many eyes were bigger than their mouth and stomach. Rồi ăn bánh nước dịp giò nè con. Rồi ăn bánh nước dịp giò. Dạ thích bánh nước hả? Thích bánh nước. Bác thấy cái nhỏ này nó thích đồ mặn chứ nó không có thích đồ ngọt. Đưa thử đồ ngọt là nước. You're blocking baby tea. Baby? Hả? You're blocking baby tea. Ôi ơi. Ủa ăn cái này cũng được. Hai con. You stack the egg on top. Bỏ vô miệng đi con, bỏ vô miệng đi. Giỏi quá, giỏi quá. Cái bàn nhỏ quá, cái bàn này nhỏ quá. Cháu mẹ giỏi quá đi. Hả? Giỏi quá. Sauce. Thank you. Ớt cay. Oh yeah, ớt cay. Là bà hai ớt cay nè. Không, có mang dưa ớt không? Em thích ăn bánh nước. À, dạ. Bà ngoại vừa phát hiện ra là em thích ăn bánh nước. Bây giờ Ngọc sẽ ăn thử cánh gà, chân gà mà hầm thuốc mắt của người Tàu. Giỏi quá, giỏi quá, giỏi quá. Giỏi quá. Wow. Cái mùi thơm đặc biệt lắm nè. Rồi là lấy giấy chuẩn bị, lấy giấy là lấy giấy. Chân gà mềm đục ra luôn. Thơm cái mùi thuốc bắc ngộn lắm. Từ từ nha, từ từ nha. Đây còn nè con. Ngồi dậy, ngồi dậy, ngồi dậy, ngồi dậy. Cứ tụi ăn chai bằng ly không à. Giỏi quá, ăn nữa nè. Đấy. Ồ, thích ăn bánh nước quá bà cố ơi. Phải ăn bánh nước mềm á. Thơm quá. She like this one. Bà ngoại bận gọn cái chay qua bà ngoại khỏi ăn luôn. Bận rộn quá, kê là ăn đi ngoại ơi, ăn đi, cạnh nó đi. Kê là ngoại bận. Ăn cho nó ngon, nóng mà ăn cho nó ngon. Nó ăn uống nó đâu enjoy được gì đâu. Bây giờ là tới lá lách bò nha mọi người. Phở bò nữa. Chili. Wow. Có củ cải trắng. Cay cay. Trong tất cả món này món nào cũng cay hết. Hết cho con miếng đó luôn. Cái này người ta còn đắng. Cái mùi lạ quá. Ăn thêm cái. Nó nấu trong máy rồi. Mùi lạ quá. Thank you. Cái bàn này phải 10 người ăn mới hết. Kêu nhiều quá. Không á. Cho một xí bánh nước nữa nè. Ừ đúng rồi đúng rồi. Nếu mà người ta đẩy xe á thì mình ta bỏ bàn mình thì mình biết. Còn cái này á mình cứ đánh dấu mình không có mường tượng nữa. Ừ đúng rồi đúng rồi. Để con lấy ngạo ngoại sao? Giỏi 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 giỏi. Ok. Con ngạo ngoại sao? Giúp mi ngạo ngoại. Ngã đi. Ngã. Ok. Qua chiến này ngoại spoil nó quá. Đây. Ngoại cưng lắm á. Ngoại cưng chay lắm á cô chú ơi. Nó xí xì mà. Xí xì, ngoại nó xí xì. Xí xì mà cưng thôi mà. Giống như nàng Út ở trong ống tre à. Giống như nàng Út trong ống tre à. Cái xí xì à. Nè con, chay. Rồi nó bằng nữa. Không bằng nữa. Thở uống sữa rồi ăn. Nó ăn mấy miếng thôi. Có ăn là nó tự rồi. Con ăn đi kệ nó. Mẹ nó biết rồi để con biết đó mà. Nước cái này nữa này nha. Để con rồi. Dạ dạ. Để từ từ. Ăn gì ta? Bỏ vô. Rồi không ăn nữa đó. Đã rồi. Con này có bánh nước nữa nè. Ủa, cái đó có bánh nước đúng không hả? Wow, hàng chị thấy nó bự ha. Ừ, có bánh nước rồi. Có chảy đi. Kêu mà không biết cái món gì
bà cố cho ông mượn cái cây nãy bà cố mới đưa lên. Đây là cái mà cái há cảo mà ở trong mà có cái nước mình cắn vô một cái nó có bụp cái nước nó vô. Bà thấy coi những cái người khác mà đi quay không, đây đây là cái há cảo đó, đây đây đây. Ủa, thấy chưa, thấy chưa? Bà cố một cái đi nè. Rồi thì win one for you, this is very special. This is very what? Special. So this is like a dumpling, but there's a soup under the inside the dumpling. It's really hot. When you bite into it, the soup come out. Bạn nghe gì? Nhớ cái đó không? Đó. Đây. Ở trong có nước nha mọi người. Thử nha. Mấy cái này. Chút. Thầy thấy đi ăn nó ấy nhỉ. Nước súp mà. Ở trong rất là thơm mùi gừng. Thiên bà ở đây á chưa làm được, nhưng như những cái video clip YouTube mà mình coi á là cái trên cái bánh này còn dày và bị khô, nhưng mà cái nước thì thơm mùi rồi. Ok. Hold on, I'm still here, don't forget me. I'll one bite or two. No, two bite. It's hot. Nhưng mà two bite thì nước nó không bao. That's good. Right. Ngon lạ, ngon lùng. Ngon lạ, ngon kỳ cục. Bác gái, ăn thử cái chân gà này đi. Thơm mùi, thơm mùi. Thơm mùi, thuốc bắc cũng hay lắm. Bà cố, ăn cái chân gà này đi bà cố. Bà cố gấp không được, tới đưa ra. Thank you. Thank you. Đây, đây, đây. Nó có được đũa. Thấy con cầm đũa rồi lấy đũa. Đổi lại cái này nè. Này áo hết thì tôi go về thôi, có gì đâu. Để bây giờ Ngọc phải ăn thử mỗi cái món. Bây giờ phải ăn thử cái há cảo đây. Ôi hồ, há cảo đây bự quá. Há cảo mà kêu kêu hai thố há cảo luôn chứ. Bà cố ăn cái há cảo được không? Được, từ 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 cố ăn. Che mặt có gái rồi. Con tôm á bự chà bá cho mình. Wow, đây nó làm ngon. Làm cái gì cũng chà bá đó. Ở đây nó cho ăn cái đó đó má. Bánh bột dày quá. Bùi mẹ, bùi mẹ. She's getting bored. Yeah. Đây, chay bây giờ qua bên ba ngồi rồi. Chay giờ ăn no rồi, ba chay cũng ăn no, ba chay ngồi đó rồi. Bây giờ ba chay phải giữ chay để cho mẹ với bà ngoại ăn. Con nói bác gái mà bác gái tập trung, nó là bác gái khỏi ăn bữa đó luôn. Nó có cái cục 500 mà. Ngon quá. Món này á, cái này nè, cái này là tàu hủ ki mà chiên lên. Ở trong đây có thịt. Bean curd. Bà ta phải bean curd trong ta đâu, kia là bean curd không? Rồi trong có thịt. Đó, y như là giống như chả giò vậy đó, mà nấu với sốt. Bà cố ăn không bà cố? Thử cái phải không? Biết được không? Dai không? Không, không có gì.
Don't forget this. Bánh rồi ăn rồi. Ăn cái nó no luôn. À, chắc phải đem về. Đem về nhiều lắm. Tại vì 1 giờ trưa rồi mà chưa ai ăn hết đó. Nên là vô đốt mắt. Mặc dù order quá trời luôn. Bạn coi nè, bây giờ còn một mâm đồ ăn à. Một mâm đồ ăn mà hai người đã no rồi. À. Đó, còn đó kìa. Nhà tắm biển Tài Ba đó. Đây nè mọi người ơi, thì cái video của ngày hôm nay ăn cái điểm sắm này nè, thấy quá trời luôn. Bây giờ còn dư quá trời đồ ăn đem về luôn nè, thì bây giờ sẽ xin mấy cái thao để đem về. Rồi đây. Giá tiền hôm nay là 82 đô la, có nghĩa là gần 1.7 triệu đó mọi người. Rất là rẻ. Ăn đầy bụng luôn, 4 người no luôn, mà bây giờ còn cả đống đem về luôn mọi người. Còn rất là nhiều đồ để đem về. Bận vô mình đi. Bà ngoại bây giờ bà ngoại mặc đồ vô cho cháu nè. Bạn thấy chạy qua đây được bà ngoại thương yêu vô cùng không? Thank you very much. Thank you. Oops. Can you put it on the yeah, just right there. Thank you. Đây thì Ngọc sẽ wrap up cái video clip ngay tại đây. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip và điểm sắm này nha. Sẽ có rất là nhiều những cái video clip mà Ngọc đi Chicago này. Lại sẽ Ngọc quay từ xong rồi Ngọc đăng lên cho tất cả mọi người cùng xem, thì tại vì lâu lâu mình mới đi Chicago một lần mà. Nên là xin mọi người hãy tiếp tục chờ đợi và xem tất cả những cái video clip khác của gia đình nha. Bây giờ thì đi đâu chưa biết, nhưng mà Ngọc sẽ quay tất cả những cái nơi mà Ngọc sẽ đến cho tất cả mọi người cùng xem. Chào tạm biệt tất cả mọi người ở đây trước nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào ngày mai. Bye bye. Bye bye nha bác gái. Bye bye mọi người đi. Bye bye.